Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em mình điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Maradona bạo chì để mang về tiền vệ hàng đầu châu Âu. Abelazic dính tổn thất lớn trước trận sinh tử với MU. Xôn xao mới là người đáng trách nhất ở trận MU thua PSG. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU bạo chì để mang về tiền vệ hàng đầu châu Âu. Theo Telegraph, câu lạc bộ Aston Villa tin rằng ngôi sao số 1 của đội bóng này, Jack Grealish, sẽ có giá ít nhất 100 triệu bảng. Đáng chú ý, mới đây, Manchester United được cho là đã nối lại đàm phán với tiền vệ người Anh và huấn luyện viên Solskjaer đang rất muốn có được sự phục vụ của Grealish để san sẻ gánh nặng với Bruno Fernandes. Man United quyết chiêu mộ Ousmane Dembele. Theo báo chí Anh, Man United vừa trở lại đàm phán với Barcelona về tương lai của Dembele. Man United quan tâm đến Dembele từ lâu và rất muốn mang cầu thủ người Pháp về Old Trafford. Việc Martial sa sút càng thôi thúc Man United đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Dembele. Được biết, Dembele cũng sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị rời Barcelona. MU lo lắng Rashford tái phát chấn thương cũ. Tiền đạo Marcus Rashford đã phải rời sân trong hiệp 2 trận MU PSG ở Champions League sau khi gặp một chấn thương vai. Rashford trước đó đã không thi đấu trong đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Anh cũng do bị đau vai và đang có những lo ngại rằng Rashford sẽ phải nghỉ ở trận gặp West Ham sắp tới. Abelazic dính tổn thất lớn trước trận sinh tử với MU. Trung vệ trụ cột Deheus Upamecano sẽ không thể cùng Abelazic tham dự trận cầu quyết định vé đi tiếp với Manchester United vào tuần tới trong khuôn khổ lượt đấu cuối vòng bảng Champions League 2020-21. Trong chiến thắng kịch tính 4-3 của Leipzig trên sân Istanbul Başakşehir tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2020-21 vào rạng sáng qua, trung vệ Deheus Upamecano đã phải nhận thẻ vàng thứ 3. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ người Pháp buộc phải vắng mặt ở màn so tài với Man United vào giữa tuần tới. Đây là mất mát lớn với Leipzig bởi Upamecano là trụ cột không thể thiếu trong hệ thống vận hành lối chơi của huấn luyện viên Nagelsmann. Ở mùa giải này, trung vệ người Pháp đã thi đấu 5 trận ở Champions League và 14 trận trên mọi đấu trường. Với việc Upamecano không thể ra sân, huấn luyện viên Nagelsmann nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Willy Orban. Trung vệ Hungary cũng đã có 12 lần ra sân trên mọi đấu trường và là lựa chọn thứ 3 ở vị trí trung vệ của Leipzig. Đánh bại Istanbul và Başakşehir, Abelazic có cùng 9 điểm như PSG và Man United nhưng xếp thứ 3. Tuy nhiên, họ vẫn còn cơ hội để giành vé vào chơi vòng 1/8 nếu như đánh bại Man United ở lượt đấu cuối cùng. Còn với Istanbul và Başakşehir, đội này đã chính thức bị loại. Van de Beek phủ nhận bất mãn ở MU, nói điều khiến Pogba phải hổ thẹn. Van de Beek chuyển đến Man United từ Ajax với giá 40 triệu bảng nhưng hiếm khi được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sử dụng trong các trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, hai trận gần nhất, tân binh người Hà Lan đã cho thấy được khả năng của mình. Theo đó, được bố trí ở vị trí thi đấu lùi sâu, Van de Beek thực sự làm chủ được khu trung tuyến của Man United. Cầu thủ người Hà Lan không chỉ tạo điều kiện để Bruno Fernandes tỏa sáng, mà khả năng chuyền bóng và sáng tạo của anh cũng giúp Man United có những miếng đánh lợi hại từ tuyến sau. Chưa kể, điều quan trọng là thái độ của Van de Beek. Tại Old Trafford hiện tại, cựu tiền vệ Ajax phải cạnh tranh vị trí khốc liệt với một loạt đồng đội như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Scott McTominay, Fred hay Nemanja Matic. Tuy nhiên, anh khẳng định tinh thần đang rất tốt và không hề thất vọng chút nào về những gì diễn ra ở đội bóng mới. Ô không, tôi vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày và biết mình có thể mang đến những giá trị, lợi ích đến giúp MU. Bản thân tôi cần phải học cách kiên nhẫn, Van de Beek cho biết. Tại đây, tôi thi đấu cùng những đồng đội đẳng cấp thế giới. Với một cá nhân hoàn toàn mới, bạn cần phải tìm sự ăn ý và hiểu nhau trên sân. Chúng tôi đang cố gắng tạo sợi dây liên kết nơi hàng tiền vệ. Tôi có thể điều chỉnh phong cách chơi để phù hợp với đội bóng. Cũng giống ở Ajax trước kia, tôi có thể đá rất nhiều vị trí, khi thì số 8, số 10 hoặc thậm chí tiền vệ phòng ngự số 6. Tôi sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của huấn luyện viên trưởng, anh nói thêm. Rõ ràng, Van de Beek luôn sẵn sàng hy sinh và muốn làm những điều tốt nhất cho Man United. Điều này khác xa so với Paul Pogba. Nhà vô địch World Cup 2018 thường xuyên nói về giấc mơ khoác áo Real Madrid và tận dụng thời gian tập trung lên đội tuyển quốc gia Pháp để nhắc lại mong muốn đó. Solskjaer mới là người đáng trách nhất ở trận MU thua PSG. Khi tiếp đón PSG trên sân nhà rạng sáng nay, Manchester United đã thủng lưới ngay từ phút thứ 6 bởi bàn thắng của Neymar. Trong hiệp 1, Marcus Rashford có bàn gỡ hòa. Phút thứ 69, đội khách tiếp tục vươn lên dẫn trước nhờ công của Marquinhos. Ngay sau đó, tình hình trở nên nghiêm trọng với Quỷ Đỏ khi Fred nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi. Thời gian bù giờ, Neymar hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1 cho PSG. Ở trận thua này, Ole Gunnar Solskjaer là người bị chỉ trích nhiều nhất khi không linh hoạt trong việc thay người. Ông không có ý định rút Fred ra, cũng
cũng không để những cái tên như Pogba, Donny van de Beek vào sân dù trận đấu đang bế tắc. Đáng chú ý, một video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tiền vệ Bordeaux đã ra dấu Oli thay vị trí Rashford đang có dấu hiệu chấn thương. Cầu thủ người Bordeaux đã hét về phía huấn luyện viên của mình cùng với động tác tay ra hiệu đề nghị thay người. Phải đến phút thứ 74, Oli mới bắt đầu có sự thay đổi người đầu tiên. Tuy nhiên, họ không thể lật ngược tình thế trong thời gian ít ỏi còn lại. Với trận thua này, Man United vẫn có nguy cơ bị loại khi phải làm khách đến sân của Leipzig ở vòng đấu cuối. Trước PSG, Anthony Martial bán đứng MU đến 4 lần. Tiếp đón PSG trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League, trên thực tế, Manchester United chỉ cần một trận hòa là đủ để bước vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, khác với lượt trận đi, tại Old Trafford đêm qua, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thất bại trong việc tìm cách khắc chế những siêu sao như Kylian Mbappe hay Neymar. Chung cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel ra về với 3 điểm trong tay sau khi hạ gục Quỷ Đỏ với tỷ số 3-1. Sau trận đấu, đa phần mọi sự chỉ trích đều tập trung về phía Fred bởi tấm thẻ đỏ không đáng có của ngôi sao người Brazil. Nhưng trên thực tế, Anthony Martial mới là người đáng trách hơn khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Nếu như tính cả trận lượt đi, ngôi sao người Pháp đã có tổng cộng 4 pha xử lý gây bất lợi cho Man United. Trước tiên, chắc chắn phải kể đến tình huống phản lưới nhà của Martial trên đất Pháp. Kém duyên với mảnh lưới đội bạn, nhưng anh lại đánh hơi được bàn thắng ở phần sân nhà với một cú đánh đầu khá đẳng cấp. Vào đêm qua, ngay trước khi Marcus Rashford gỡ hòa cho Man United, Martial đã có một cơ hội rất ngon ăn để giúp Quỷ Đỏ quân bình tỷ số. Có thể thấy, Edinson Cavani đã di chuyển, Rashford cũng ở trong một số vị trí thuận lợi và Martial chỉ cần một đường chuyền là có thể mang đến bàn thắng 10-10 cho một trong hai người đồng đội. Tuy nhiên, anh lại dê bóng vào khu vực trung lộ và tung ra một cú cớ lòng không đủ lực để đánh bại Keylo Navas. Rõ ràng, góc sút này không quá thuận lợi để tung ra một pha dứt điểm kỹ thuật, đặc biệt là Martial còn đang ở ngoài vòng cấm. Đầu hiệp 2, ở một vị trí không bị ai kèm cặp và còn đối diện khung thành trống, Martial đón đường chuyền dọn cỗ từ Rashford. Ở khoảng cách chỉ tầm 5m so với khung gỗ bên phía PSG, Martial lại sút bóng lên trời trong sự ngỡ ngàng của đồng đội. Phút 57, sau cú lốp bóng của Cavani, bóng lại tìm đến chân sút của Martial trong một vị trí vô cùng thuận lợi. Nhưng một lần nữa, ngôi sao người Pháp lại sút bay hy vọng của Man United khi dứt điểm đưa bóng trúng vào Marquinho. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ở một trận đấu quan trọng, Martial cần phải nhìn lại bản thân vì kỳ vọng mà Solskjaer đặt lên anh là không hề nhỏ. Đã đến lúc Solskjaer thải loại thanh kiếm rèn mãi không bén, sự thất vọng mang tên Anthony Martial. Manchester United vừa thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà Old Trafford. Dù trước khi cuộc đấu này diễn ra, giới chuyên môn và truyền thông quốc tế nhận định Quỷ Đỏ là đội chiếm ưu thế hơn, chí ít là về mặt tinh thần. Thực tế, tỷ số 1-3 không phản ánh chân thực những gì mà MU tạo ra trước PSG. Có ít nhất 2 tình huống dẫn đến bàn thắng bị các cầu thủ của Solskjaer bỏ lỡ. Trong đó, Anthony Martial chính là cầu thủ để lại nhiều nuối tiếc nhất. Có cơ hội đối mặt với Navas, tiền đạo người Pháp lại sút bóng lên trời. Đây không phải là trận đấu đầu tiên Anthony Martial gây thất vọng đến như vậy. Những thống kê chân thực chỉ ra rằng sau 10 vòng đấu ở ngoại hạng Anh mùa này, cựu sao AS Monaco không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Quỷ Đỏ. Với một tiền đạo được đặt nhiều kỳ vọng như Martial, đây là sự sa sút phong độ đáng báo động. MU thật sự cần những thanh gươm sắc bén. Thua PSG, Man United vẫn còn quyền tự quyết nếu ở lượt trận đấu cuối họ giành được kết quả có lợi trước RB Leipzig. Tuy nhiên, gục ngã trước gã khổng lồ nước Pháp cũng phản ánh rất nhiều vấn đề tồn động của đoàn quân Solskjaer. Trong đó, khâu ghi bàn là điểm yếu nhất. Việc tận dụng cơ hội có được của các chân sút bên phía Quỷ Đỏ đang rất kém cỏi. Bàn thắng duy nhất do công của Marcus Rashford ghi được đến từ tình huống bóng chạm chân cầu thủ đối phương, đổi hướng và đánh lừa được Keylo Navas. Với đội bóng giàu tham vọng như Man United, việc sở hữu những tiền đạo đẳng cấp, chớp thời cơ và săn bàn sắc bén là ưu tiên hàng đầu. Trong số những ngôi sao tấn công mà chiến lược gia người Na Uy hiện có trong tay, ngoại trừ chữ ký Odion Ighalo, Martial là cái tên đang rất báo động trên hàng công Man United. Ngay cả một ngôi sao mới cập bến như Edinson Cavani cũng tỏa sáng và có nhiều đóng góp hơn chân sút người Pháp. Trước đây, truyền thông Anh Quốc mổ xẻ rất nhiều vấn đề Martial lười chạy chỗ, nhưng lại hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ động thành bàn thắng. Giờ đây, tiền đạo sinh năm 1996 thậm chí vừa lười chạy chỗ lại vừa thiếu sắc bén trong việc ghi bàn. Man United cần nhìn về tương lai và mau chóng có những bản hợp đồng đắt giá để bổ sung hàng công nếu muốn cạnh tranh danh hiệu thật sự, đồng thời mau chóng quay trở lại đỉnh cao. Những thanh kiếm rèn mãi không bén như Anthony Martial chắc chắn sẽ cần Solskjaer và ban lãnh đạo Quỷ Đỏ xem xét thải loại. Newcastle nhắm cầu thủ chạy cánh của MU. Theo The Corriere, câu lạc bộ Newcastle United đang muốn hỏi mượn hậu vệ cánh Brandon Williams của Manchester United.
Hậu vệ 20 tuổi đã không thể cạnh tranh với Alex Telles và Laxor cho một vị trí ở hành lang cánh trái và cũng đang mong muốn được ra đi để phát triển bản thân. Trước đó, câu lạc bộ Southampton cũng đã để mắt đến William. Tuy nhiên, Newcastle United tin tưởng rằng mối quan hệ tốt giữa Steve Brooke và Ole Gunnar Solskjaer sẽ giúp họ sớm hoàn tất thương vụ này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!